Vâng, em chào các bác. Hôm nay em Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật đây. Lại lên sắm cho các bác một số những mẫu sản phẩm mà nhà em hiện đang có các bác nhé. Để bác nào mà có nhu cầu về sản phẩm đồ gia dụng Nhật thì nhấc máy alo cho em. Bác nào xem kênh thì cho em xin giới thiệu em Toàn Thắng, chuyên gia dụng Nhật Bản, có địa chỉ tại Khoái Châu, Hưng Yên. Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp hàng. Và bác nào xa thì chỉ cần đặt cọc 200, 500 em mang tận nhà, các bác phải gửi tiền các bác nhé. Thì sau đây em cũng xin giới thiệu với các bác là nhà em mới dọn được một ít máy giặt. Nếu bác nào có quan tâm, tủ lạnh thì nhà em còn có mấy chiếc thôi. Mấy hôm nữa thì lại về những cái lô tới. Thì sau đây em xin đi vào sản phẩm cho các bác, để bác nào có ưng sản phẩm nào thì nhấc máy alo cho em. Thì hôm nay em cũng xin báo giá luôn là những sản phẩm không bảo hành hoặc cộng bảo hành luôn các bác nhé. Em cứ báo không bảo hành, còn nếu bác nào cộng bảo hành thì sẽ cộng thêm tiền là 1,5 triệu các bác nhé. Thì để tránh các bác cũng chốt được sản phẩm nào thì cũng không phải hỏi bọn em nhiều nữa. Thì sau đây em xin giới thiệu với các bác chiếc đầu tiên là chiếc máy giặt NAVX 8600. Nhà em đây là tất cả những sản phẩm đã dọn dẹp, thay bi và vệ sinh, bao test chạy cho các bác. Các bác chỉ về việc sử dụng cho gia đình nhà mình. Sản phẩm VX8600 thì nhà em đang bán là 13,5 triệu các bác nhé. 13,5 triệu cho sản phẩm VX8600. Giặt 10 sấy 6. Nếu bác nào mà mua bảo hành thì cộng bảo hành lên các bác nhé. Máy là giặt này thời điểm này thì đang rẻ, vài tháng nữa thì về mùa đông này mưa phùn thì lại giá rất cao các bác nhé. 7.300. Đây là tất cả sản phẩm như em đã vệ sinh, dọn dẹp và thay bi, chống ồn ở thành vách các bác nhé, chứ không phải là sản phẩm là dùng rồi chưa vệ sinh. 7.300 VX nhà em đang bán là 12,5 triệu các bác nhé. Đấy, cam kết bo vỉ nguyên zin, chất lượng máy nguyên zin, không sơn si. Thì dòng VX 7.100. Đấy, con này thì nhà em đang bán là 11 triệu các bác nhé. Các bác cộng bảo hành vào thì con này cực kỳ mới này. VX 3.500 đã làm vệ sinh sạch sẽ, chất máy cực kỳ đẹp là bọn em đang bán là 9 triệu các bác nhé. 9 triệu. Nếu 10,500 là các bác đã được sở hữu bảo hành 1 năm, con này cực kỳ đẹp mới này. Thì chúng ta hơi đâu mà mua những cái máy giặt Việt Nam. Con này chạy chuyển động trực tiếp, sấy công nghệ sấy block chống nhăn nhầu. VX 3.500. Sản phẩm khá là đẹp luôn. Thì đây xin giới thiệu các bác, đây là một con VX 9.800 giặt Nano X. Giặt 11 cân sấy 6. Có kết nối wifi điện thoại. Màn hình cảm ứng như iPhone. Con này thì nhà em bán cho các bác là 25 triệu các bác nhé. 25 triệu. Con này công nghệ tiên tiến nhất, hiện đại nhất. Máy mới con này trên siêu thị đang bán là tầm 89 triệu các bác nhé. 89 triệu mà chúng ta bỏ ra 25 triệu đã sở hữu một chiếc máy giặt thiếu hộp xốp 89 triệu rồi. Đấy, máy lọc nước thì lúc K8. Tủ lạnh đây các bác.
Tủ lạnh Palasonic 436 lít có giá là 13.500.000, bảo hành 25. Tủ lạnh 500 lít Palasonic có giá là 14 triệu. Tủ lạnh Hitachi gương. Con này nhà em đang bán 26 triệu các bác nhé. Tủ lạnh như tất cả tủ lạnh nhà em đều bán bảo hành 25. Đó, cam kết nguyên zin, chưa sửa chữa các bác nhé.